Ông ơi, cái gì? Phơi gọn gọn ra phía đằng này đi. Phơi ở đây ý, nó mới có gió, nó thoáng, nhanh khô. Trời ơi, thời tiết này thì đến người nó còn khô nữa, lo gì. Ông phơi về đây đi, nhanh lên người ta nói chứ. Hi ơi, ngay từ đầu thì không nói, để lúc phơi xong rồi đầu thì mới nói. Tự mà biết chứ. Bây giờ ăn bánh mì này. Mua được cái nải chuối này cũng được ấy, ngon. Bánh mì à? Con Luyến nó bảo nó đi mua cơm hộp cho mình cơ mà. Cơm kiếc gì, mua là việc của nó, ăn hay không là việc của mình. Này, mua được nải chuối ngon lắm. Ừ. Mua cơm của mẹ này. Thôi, chúng tôi ăn bánh mì chuối rồi, không phải phiền đến cô. Bố mẹ ông ăn thì cất đi, chiều ăn vậy. Chiều cũng chả thèm. Nói thế mà nói được. Cứ đứng thế à? Mà cứ đứng dừng dựng thế để bố ngước lên này, một cơn gió độc đến thì cổ tao có bị thế này à? Ngồi xuống. Bác sĩ bảo là hết ngày hôm nay thằng Bát được chuyển xuống phòng thường rồi, người nhà vào chăm được rồi. Có gì bố mẹ thay phiên nhau vào chăm nó, một người lại chăm thôi, còn người kia về tắm rửa nghỉ ngơi đi. Đây không như dưới quê mình đâu, quần áo đừng có phơi phóng bừa bãi này, biết là đuổi ra này. Ai cho phép mày sắp xếp đấy? Chúng tao đẻ ra mày nhé. Đó, đi đâu cũng phải có đôi, đi có đôi, về có đôi. Ý của mẹ là bố mẹ đi đến đâu phải có đôi có cặp, như là bánh mì với chuối thế này. Ừ, nó vòng. Ê, chứ không như thằng chồng của con chết rồi lại về. Bây giờ nó cũng vợ đẹp còn khôn rồi, nó bỏ rơi ấy, nó có để ý gì đâu mà. Này, bố nghe nói nó đưa cho con một số tiền lớn hơn cả cái số tiền mà con trả nợ cho nó hả? Tiền viện phí, cái tiền thuốc men thằng Bát còn lo hết rồi đấy. Rồi, có tiền thì giả cho em chứ làm gì á, để mà người làm gì. Mà ngân hàng bây giờ thấp lắm, có gửi không ăn thua. Tiền đâu mà gửi ngân hàng, cái tiền còn lo cho nó còn phải đi vay khắp nơi đấy. Đấy, cũng làm cái giọng vay vay, khiếp. Cho nên là bố mẹ trên này chăm nó, ăn uống nghỉ ngơi, tự bỏ tiền ra chăm nhau, con hết cách rồi. Kinh thật đấy, xong rồi đấy. Vũ Cầm. Thôi, ông cầm mấy cái đồng bạc của nó làm gì? 200 nhá. Cho những bố thí thì mà cũng cầm. Tiền con đưa, mua sữa cho thằng Bát. Mua sữa cho thằng Bát. Ôi giời ơi. Gì thế? Chi tiêu tần tiện như vợ chồng mình mới sống nổi thì một tuần vừa qua đấy. Thế có nghĩa là từ giờ đến lúc thằng Bát ra viện là vợ chồng mình cứ ăn bánh mì với chuối suốt thế này ấy gì? À, con cái hiếu thảo quá nên bố mẹ mới được sướng như thế này đây. Ông ạ, mấy hôm nữa thì có mà bánh mì cũng không có mà nhá. Thế con này, hả? À, bố mẹ nói như thế mà định bỏ đi à? Thôi rồi, mẹ cũng nói luôn, tình thế này ấy, bố mẹ tiền không có đâu, nhưng mà sức khỏe với thời gian thì chúng ta có thừa, nên chúng ta sẽ ở đây để chăm sóc cho em. Nhưng mà con cũng xem giật ở đâu một khoản ít ít thôi cũng được, để bố mẹ chi tiêu ở trong viện chứ. Sau này cuộc sống thì chị em mẹ cũng phải chăm lấy nhau chứ. Bố mẹ già rồi cũng chết ngỏm chứ sống làm sao được mãi với chúng mày. Ý của mẹ là con cứ đưa một khoản đây, bố mẹ ở đây vừa nuôi nhau vừa chăm cho em, con có đủ thời gian ở nhà để con làm. Ừ, cứ đi làm kiếm tiền là được. Thằng Bát nó xuất viện, bố mẹ đưa nó về quê luôn đi. Con cũng chỉ mong làm sao ấy, sau cái đợt chết đi sống lại này, nó ngẫm ra được, nó tỉnh ngộ, tôi không báo hại bố mẹ, báo hại con thế là mừng lắm rồi. Chứ còn bây giờ bố mẹ bảo con lo ấy, con chịu. Đấy, đấy xong đấy, nó phủi xong rồi đấy. Nhẹ người nhỉ? Con nhẹ người chưa?
Thích nhỉ? Nhẹ rồi thì đi đi, còn đứng đây làm gì? Bố mày. Bố. Cái gì? Con dặn bố nhá. Tiền nong gì ấy, dắt cho nó cẩn thận vào. Trên này không như dưới quê mình đâu. Mà mớ ngủ gật một cái mất sạch luôn ấy. Sao đấy? Cái giải rút tôi thay cho ông rồi cơ mà. Ngứa, tôi bị ngứa. Ngứa gì mà cứ như là có tiền thật ấy mà để cho nó đấy, đi đấy. Phụ phàng đi rồi đấy. Đúng là cục nợ.